Đây là cái nhà của hãng Highland Home. Thường thường là họ xây tương đối lớn so với những cái builder khác. Đây là một trong những khu nhà vừa cao, ráo, sạch, đẹp, sang trọng mà lại ở nằm trong cái khu trường học tốt, là trường Elementary School đó, là 8 trên 10, Middle School là 9 trên 10. Khi mà đi với Rita Trí Ngôi MBA, Trí Ngôi MBA có một cái thương thảo với hãng Highland Home, hãng cao cấp, và đã có chương trình đặc biệt dành cho người Việt chúng ta. Cái phòng entertainment room này á, thì mình có thể bỏ cái bàn pizza hoặc là cái chỗ ngồi xem tivi hoặc là cái bàn học. Cái phòng ngủ trên lầu á, thì hai phòng mình dùng cho con cái hoặc là trong gia đình thì share với nhau. Cái phòng master bedroom á, thì cái phòng nó cũng vừa phải và nó có cái garden tub cũng như là cái walk-in shower. Rồi nó có his and her sink. Và cái closet đó, thì cũng đủ rộng rãi để có thể bỏ đồ cho hai người. Bây giờ các cái builder Mỹ họ biết ý, họ không bao giờ để cái cầu thang mà chạy ra ngoài cửa, giống như Việt Nam mình hay sợ lobby. Và bên trong đó, là mình có cái hai ceiling mà họ làm hai kiểu style chút xíu. Tức là bên này nó có cái upgrade này, tức là nó có thêm cái tủ để mình để ly rượu rồi vậy chẳng hạn này. Còn cái kitchen á, thì họ đã bỏ riêng cái phần microwave với oven rời ra so với cái bếp. Thành ra cái bếp mình có cái cơ hội bỏ cái hút nó rộng hơn, lớn hơn để hút gió cho nó dễ. Ngay đầu tiên á, phía bên trái và tiếp xúc ra ngoài đường á, là một trong những cái phòng ngủ. Thì tùy theo gia đình chọn cái hướng này là cái hướng mặt trời hay là không mặt trời, thì theo cái sở thích của mọi người. Và nó có luôn một cái master giống như cái walk-in shower với là toilet ở trong này luôn. Cái phòng study room này thì có thể mình có thể làm cái office hoặc là cái phòng học cho con cái. Khi mà chốt một cái deal với một cái hãng builder, nó rất là quan trọng. Và Trí Ngô MBA Realtor đã làm việc được với hãng Highland Home, hãng builder dạng cao cấp, với một cái lời hứa là hỗ trợ cái hãng để mà đem đến cho cộng đồng người Việt chúng ta ở Austin cũng như những vùng lân cận, hoặc những ai ở những tiểu bang xa muốn mua nhà của hãng Highland Home, thì Trí Ngô đã có một cái deal. Và nhờ cái deal đó, Trí Ngô sẵn sàng giúp cho quý vị có cái tiền lại để mà trang trải cho cái việc mua nhà. Và ở cái vùng Highland Home này, ở ngay cái khu nhà này, thì giá bình quân nó khoảng 5-700 tùy theo căn, thì Trí Ngô sẽ cho lại quý vị là hơn 10.000 đồng, 10.000 đô. Vâng, đó là cơ hội mà quý vị có nhận được từ riêng của Realtor Trí Ngô, ngoài những cái ưu đãi đặc biệt từ cái hãng builder đã có. Chúng ta cùng giúp nhau để có những căn nhà mơ ước, và Trí Ngô luôn giúp cho quý vị có được căn nhà một cách dễ dàng và có thêm tài chính để hỗ trợ cho gia đình của quý vị. Hãy cùng mua nhà điều với Trí Ngô MBA Realtor là quý vị đã có cơ hội chốt được điều tốt nhất.